Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới, hai linh mục bất ngờ có đề xuất đặc biệt với nhà nước trong đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Xin cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lễ Giáng sinh là một trong những ngày lễ trọng thể nhất trong năm của người Công giáo. Lễ Giáng sinh thể hiện biến cố vĩ đại nhất, con Thiên Chúa nhập thể làm người, mang ơn cứu độ tới muôn dân. Một linh mục mới có một đề xuất khá đặc biệt với nhà nước về ngày lễ Giáng sinh của người Công giáo. Những ngày này, khắp phố phường, người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Giáng sinh. Lễ Noel giờ đã trở thành ngày vui của tất cả mọi người, giống như các ngày lễ Tết trong năm. Thế nhưng trong ngày này, tất cả mọi người, kể cả những người theo đạo Công giáo vẫn phải làm việc chứ không được nghỉ. Vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên có một ngày nghỉ lễ Noel. Hai linh mục sau đây thì mong muốn ngày lễ Giáng sinh sẽ là ngày nghỉ lễ toàn dân. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, không thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ông có một ước ao là nước ta có một ngày nghỉ lễ Noel. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho rằng lễ Noel 25 tháng 12 hàng năm là lễ lớn của người Công giáo, kỷ niệm biến cố vĩ đại ngày Chúa Giê-xu ra đời. Theo Linh mục, đây là niềm vui chung của mọi người, không kể người Công giáo hay không theo đạo. Ông nói, lễ Noel làm cho mọi người đều vui, nhân dân phấn khởi, lao động sản xuất, bảo vệ tổ quốc. Các cháu nhỏ phấn khởi học hành. Mọi người sống khiêm nhường, cố gắng hơn trong bổn phận của mình với gia đình, quê hương, tổ quốc. Linh mục Mạnh cho biết, dịp Noel, người Công giáo có nhiều hoạt động ý nghĩa đặc sắc như trang trí nhà thờ, văn nghệ, ca hát Giáng sinh, thánh lễ. Trong đó, quan trọng và linh thiêng nhất là thánh lễ kỷ niệm Thiên Chúa Giáng sinh vào lúc 22 giờ đến 0 giờ đêm ngày 24 tháng 12. Theo Linh mục Mạnh, ở các nước có nhiều người Công giáo, người dân được nghỉ lễ suốt một tuần từ Noel cho đến hết năm mới, tức là từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1. Ở Philippines, một nước Đông Nam Á có nhiều người theo Công giáo đã cho phép người dân nghỉ lễ cả một tuần. Tuy nhiên, ở nước ta vẫn chưa có ngày nghỉ cho dịp lễ Noel. Vào dịp này, người dân và học sinh vẫn đi làm, đi học bình thường. Để có nhiều thời gian hơn trong ngày trọng đại này, chúng tôi ước ao nhà nước cho phép nghỉ lễ Noel một ngày, ông bày tỏ mong muốn. Linh mục Mai Văn Vọng, giáo phận Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình cũng cho biết, ở Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan hay Ấn Độ, cũng dành một ngày nghỉ lễ để toàn dân tổ chức mừng Giáng sinh. Ông mong muốn Việt Nam nên có một ngày như thế, bởi Giáng sinh không chỉ dừng ở phạm vi tôn giáo mà đã thành văn hóa toàn cầu. Ví dụ, ngày ở nước ta, dịp Giáng sinh, cá nhân hay nhiều công ty cũng tổ chức đón mừng, tặng quà hoặc đi du lịch cùng nhau. Hattrick. Nguồn báo Zing News. Lưu ý, hai ý kiến cá nhân của hai linh mục trên không đại diện cho tiếng nói chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nguyện xin Chúa soi sáng và ban bình an tới quê hương Việt Nam chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.